Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel một cách tự động. Đầu tiên, mọi người cài chương trình VN Tool này vào. Mình đã tải sẵn rồi. Đây, phần mềm VN Tool này sẽ có biểu tượng này. Này là do máy mình đã coi bảo vệ trên micro không được tải được thì mở ra. Sau khi mọi người tải về thì cài đặt theo hướng dẫn. Muốn có được VN Tool này hiện lên này, thì chọn bổ trợ mình sẽ làm mất cái VN Tool này. Ok, đấy, mất sẽ màu thay là không có gì nhá. Bây giờ mình muốn cho V123 thành đọc. Đổi số thành chữ Việt Nam đồng.
mình thử phần mềm này. Đây là cái hàm này của nó. Là nó vẫn còn cái hàm này. Đọc được. À, nếu như nó không có cái hàm này thì là nó sẽ không đọc được, không định dạng được. Viện tung có một cái mọi người có để ý lúc nãy là cái này của mình, nó là phần mình đã update 2013, phần mềm mình là có bản quyền và nó đang ở tiếng Việt. Tùy chọn này. Cái này của mình có bản quyền nên là nó định vị vị trí mình đặt một cái này, máy này là tại Việt Nam nên là nó vẫn là ra tiếng Việt được. Máy này là win bản quyền và phần mềm Office 2013 cũng bản quyền. Chuyển đổi đổi số thành chữ. Một tỷ 200
134 triệu 567.890 đồng. Cái này nó mới là tiền thật của mình nhỉ? Tốt quá. Đây là cách chuyển đổi VN Tool. Mình xin nhắc lại một lần nữa cho mọi người để nhớ nha. Đầu tiên mọi người vào Google có chữ VN Tool và download về. Cái này của mình đã download và cài sẵn rồi. Sau khi cài xong thì mọi người cài đặt và làm theo hướng dẫn, và chú ý khi cài đặt nó có một cái đường link, là còn có một cái đường dẫn thì mọi người chú ý xem là nó đang cài đặt ở vị trí nào, ví dụ như là program file 86 hoặc là ở trên này hoặc là ở dưới này. Đấy. Thì nó chỉ quay một hoặc đây hoặc cái program file thôi. Hoặc là cái program file 86 thì mọi người để ý để khi cài đặt ở trên Excel mình vào mình tìm nó dễ. Tùy chọn bổ trợ đây, nó muốn tới để mình tìm cho nó dễ. Nếu mà không thấy này, mọi người bấm vào tự động duyệt này. Đấy, xong bấm vào ô C này, chương trình này. Đấy, xong tìm chữ VN Tool này đây. Đấy, xong rồi bấm vào đây ok lần nữa là được. Đấy. Đây là cách chuyển đổi số thành chữ một cách đơn giản nhất qua phần mềm VN Tool. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn và chúc mọi người thành công. Khuya rồi, mình đi ngủ đây. Chào tạm biệt mọi người nhé.